For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý. Linh Ly, tôi tự tin hơn khi chuyển giới. Ca sĩ Linh Ly cho biết sống tự tin sau khi chuyển giới, chờ ngày phẫu thuật dây thanh quản để hoàn thiện bản thân. Đón tuổi mới vào cuối tháng 10 vừa rồi, ca sĩ nói hạnh phúc vì gia đình, bạn bè ủng hộ, chấp nhận con người thật của cô. Sau 2 năm trải nhiều cuộc phẫu thuật chuyển giới, cô mong dịch ổn định để tiếp tục ra nước ngoài hoàn tất quá trình này. Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào? Tôi thoải mái, hạnh phúc sau hơn 30 năm gò ép bản thân trong vỏ bọc. Tôi như người hoàn toàn mới, làm được nhiều điều trước giờ chưa từng thử sức, dám thể hiện khát khao, ước mơ của người con gái. Tôi không phải né tránh như trước, thay vào đó cứ thể hiện cá tính, tinh thần tích cực. Tôi vui khi mặc những chiếc đầm, chụp nhiều bộ hình, được mọi người khen, xinh đẹp. Thay đổi lớn nhất của tôi đến từ suy nghĩ, tôi luôn đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng. Thời gian đầu công khai chuyển giới, nhiều chú ý đã đổ dồn, thậm chí là soi mói chê bai, khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi yếu đuối, sợ hãi, muốn đứng lên giải thích những phán xét không đúng. Dần dần tôi nhận ra, một khi đã quyết định sống cho bản thân, phải học cách chấp nhận, lắng nghe những lời không hay, thậm chí là cay nghiệt. Tôi tự vượt qua mọi thứ, học cách cân bằng cảm xúc, gặp phải những bình luận tiêu cực thì cũng không còn bực tức. Chị hài lòng thế nào về diện mạo hiện tại của mình? Mỗi ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vì thấy mình nữ tính như bản thân vốn vậy, không còn cảm giác chán nản khi đứng trước gương. Tôi học cách chăm sóc da, trang điểm, tìm hiểu chế độ ăn uống, tập thể dục để có da có thịt hơn. Gần nhất, tôi đã cắt yết hầu, một trong các bước để hoàn thiện diện mạo. Tôi đang đợi chuyến bay sang Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật dây thanh quản để chất giọng mềm mại hơn. Tôi đã tìm hiểu về phương pháp này, lựa chọn bệnh viện uy tín nên không có gì phải lo lắng. Tôi tin tưởng phẫu thuật sẽ thành công. Khi yếu đuối gặp khó khăn, điểm tựa của chị là gì? Với tôi, gia đình luôn là chỗ dựa vững vàng, không có gì có thể thay thế. Tôi ngày càng được yêu thương, chưa bao giờ có cảm giác bị ghét bỏ. Ngày tôi nói thật với gia đình về bản thân, mẹ nói với tôi một câu, nếu ngoài kia có mệt mỏi quá, cứ về bên mẹ. Bố tôi đã mất từ khá lâu, mỗi lần cần động lực để cố gắng, tôi lại nghĩ ngay đến lời mẹ dặn. Tôi về Bắc Giang, sống với người thân từ nhiều tháng qua. Hôm sinh nhật, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bà, mẹ, vợ chồng em trai. Cảm giác được mọi người đón nhận, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa lớn. Tôi vào trong Nam lập nghiệp đã hơn 4 năm nay. Tôi dễ thích nghi với một môi trường mới nên không có gì bỡ ngỡ. Cuộc sống tự lập khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi vui vì truyền được một phần động lực cho các bạn giống mình. Góp tiếng nói để các gia đình cởi mở, chấp nhận con cái. Chị muốn mang đến màu sắc gì khi hoạt động showbiz? Trước giờ tôi sống bình lặng, tránh ồn ào, không thích bon chen, không đặt tham vọng về danh tiếng, tiền bạc. Cuộc sống của tôi cứ trôi chậm rãi, nhẹ nhàng. Chẳng hạn, khi tham gia một cuộc thi, nếu thất bại tôi không buồn, cũng không quá vui nếu như đạt được thành tích nào đó. Tôi không có nhiều bạn trong showbiz. Tính tôi khá trẻ con nên khó thân với người hơn tuổi. Tôi thích cách sống, việc ai người ấy làm, đừng đụng chạm hay lên tiếng điều gì nếu không phải là chuyện của mình. Với tôi, không phải ai cũng giữ mãi được tên tuổi. Công việc luôn ổn định. Hôm nay bạn hot, người ta sẽ nhớ đến, mời vào các dự án sự kiện. Khi tên tuổi hạ nhiệt, phải nghĩ cách để gây chú ý, thậm chí tạo chiêu trò. Tôi không phải người như thế, tôi chỉ muốn khán giả nhớ đến qua các sản phẩm âm nhạc của mình, không phải là chuyện đời tư. Trong âm nhạc, suy nghĩ của tôi đơn giản là đừng cố gắng tạo áp lực, không hơn thua với ai. Nếu ai giỏi, họ xứng đáng đi lên trước và gặt hái thành quả. Tôi biết mình đang ở đâu, làm được gì nên không phải nóng vội. Trong chuyện tình cảm, chị là người như thế nào? Trước giờ, tôi chủ yếu là yêu đơn phương, ít khi được đáp trả. Tôi không quá buồn về điều đó, bởi tình yêu cần duyên số, sự thấu hiểu nhau. Tôi sống thiên về tình cảm, là người chung thủy. Một khi đã thích ai, tôi sẽ không ngần ngại nói ra, dành thời gian để chăm sóc người ấy, không để tâm đến bất cứ sự tán tỉnh nào khác. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt.